ơi, miếng đấy mới ngon. Mà kể bao nhiêu cứ tù mù. Con cá nhỉ. Phải đánh con to chứ.
Thank you.
Cảm ơn. Chẳng qua trêu chị ấy nói gì đâu. Cân bao nhiêu? 5.000 ạ. Đấy là mực của tôi. Lấy một yến về ăn thầy cơm. Ăn nó như như bằng bằng của tôi nhỉ. Ông lấy củ to này thì ăn được. Có cái cây gì bao nhiêu? Bao nhiêu? Tùng 20.000. 20.000 được. À, cái này là ngọt á. À, ông lấy bên chị ra, ông lấy bên này. Ừ, đấy. Nhưng mà củ này ít hơn. Mà kè bao nhiêu? Cứ tùng 20 nhá. Nó bỏ không? 20 là cho ngon là mua giá cao hơn cho ông. Củ này chắc không ngon là cho lợn. Ông hán ăn được chân nào, mới đăng một củ. Tôi cửa 20.000 cũng thì đào khó đấy. Ừ, đào khó chẳng qua. Vâng. Lâu rồi, phải. Ừ. Tân Bình á? Đấy, đặt. Ôi dồi, như là con con cá nhỉ. Xấu. Ừ, xấu nhỉ? Ừ. Mà nó không hát là xấu. Ôi. Ừ, già dạ, này mới thấy cái củ to này ố. Ông nhìn trong nó trắng. Ừ. Đâu ăn ngon là lấy tiếp. Vâng. Nên lấy cái gì đó. Đấy đi ăn cũng được thì chẳng nào các cháu ăn cho nó biết gì. Đây cháu bẩn quá rồi ông. Ôi giời. Chắc là hòn trồng thôi. Thôi. Cái này mình lấy ở chứ. Và nó ngọt thêm, quả ăn được. Vâng, thì là chỉ có luộc, tấn đường. Đúng rồi, luộc cũng được. Ủa, chỉ ngọt thế này chỉ có tấn đường. Nhưng mà vừa ăn ngọt lắm. Vâng. Chỉ lấy được vậy. Trong nó trắng thế này cơ mà, nó có phải màu kia nó cũng vậy mà. Cảm ơn bà chủ.
Thank you.
ăn không? Có thích ăn đâu.